Xin chào quý vị và các bạn. Trong đêm nay và ngày mai, thời tiết Bắc Bộ chưa có nhiều thay đổi. Đêm và sáng trời nhiều mây, có sương mù lẫn mưa nhỏ rải rác. Còn trưa chiều mai thì trời hửng nắng với nhiệt độ cao nhất dao động trong khoảng từ 28 cho tới 31 độ, có nơi cao hơn. Sau đó, từ đêm 18 sang ngày 19 tháng 11, bộ phận không khí lạnh phía Bắc có khả năng tăng cường xuống phía Nam, tuy nhiên có xu hướng lệch đông và cường độ thì không mạnh. Trên cao vẫn còn tồn tại hình thế hội tụ gió yếu, và do vậy thì mưa trên khu vực Bắc Bộ có phần gia tăng thêm với nhiệt độ giảm khoảng 1 cho tới 2 độ. Đối với các tỉnh miền Trung, hầu khắp các khu vực phổ biến đều có mưa rào và dông vài nơi về chiều tối, còn ban ngày trời có nắng với mức độ vừa phải và nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 28 cho tới 32 độ, có nơi cao hơn. Sau đó, khoảng từ ngày 19, do ảnh hưởng của nhiễu động gió đông trên cao hình thành trở lại, tác động chính vào khu vực Trung và Nam Trung Bộ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Với đợt mưa dài ngày như vậy thì người dân khu vực miền Trung cần lưu ý với khả năng cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất đá khu vực ven sông suối. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ ngày mai phổ biến ít mưa, sau đó cũng từ ngày 19 tháng 11 trở đi, cùng với hoạt động của nhiễu động gió đông trên cao hình thành, kết hợp với rìa bắc của rãnh xích đạo ở phía Nam nên cả hai khu vực này sẽ đều có mưa dông, gia tăng cả về diện và lượng. Thời gian mưa có thể xảy ra bất kỳ khung giờ nào trong ngày, với nhiệt độ có thể giảm tới 2-3 độ. Trên biển, khu vực Bắc Biển Đông bao gồm quần đảo Hoàng Sa có mưa vài nơi, thịnh hành gió đông đến đông bắc cấp 4, cấp 5. Riêng phía Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Từ ngày 19 tháng 11, mưa tăng, cường độ gió có xu hướng hoạt động mạnh dần. Còn khu vực giữa và Nam Biển Đông bao gồm quần đảo Trường Sa, thịnh hành gió đông bắc đến đông khoảng cấp 4, cấp 5. Có mưa rào và dông gia tăng trên diện rộng, làm giảm tầm nhìn xa xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh trong cơn dông. Đến đây, bản tin thời tiết cuối ngày 17 tháng 11 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC xin được khép lại. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!